Để em ở đây cho hai em. Em phải trông cẩn thận nhé. Vừa ạ, đi có người bắt cóc đây. Vừa ạ, hai chị về hai chị đánh em nhé. Vừa, đi. Mình đi đợi trên kia đi, tí nữa chim mất đấy ạ. Đi. Đi. Mình chơi lâu lắm rồi đấy, chắc chim mắc bẫy rồi, mình đi xem đi. Ừ, đi. Chị Dung ơi, chim mắc bẫy rồi. Đâu ở đâu? Thank you.
chị chia cho các em nha. Vâng ạ. Vâng ạ. Sắp tối rồi chúng ta trải nghiệm được một tháng nay rồi chúng ta đi về thôi nhá. Rồi mặt lên xì hết rồi đây. Về nhà rửa mặt cho nó sạch sẽ rồi còn chuẩn bị hết hè rồi đi học nữa nhá. Rồi chúng ta xong là chúng ta sẽ về nhà nhá. Chào các bạn nhá. Bây giờ bọn mình đến đây là hết rồi.